mừng tất cả các bạn đã quay lại với kênh của Mr. Zero. Hơn 50 lần Ronaldo làm cả thế giới kinh ngạc với những kỹ thuật siêu hạng. Mới đây, Ronaldo đã đăng một đoạn clip ngắn chia sẻ về việc tập luyện của anh dù đang trong mùa nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới. Theo đó, ngôi sao của Juventus vẫn miệt mài tập chạy cùng với máy chạy dưới nước. Mặc dù đã bước vào kỳ nghỉ lễ Noel, nhưng Ronaldo vẫn tập luyện chăm chỉ với máy chạy dưới nước để sẵn sàng thi đấu. Cùng với Mr. Zero tìm hiểu hơn 50 lần Ronaldo làm cả thế giới kinh ngạc với những kỹ thuật siêu hạng nhé. Và đừng quên bấm subscribe kênh YouTube, like fanpage bóng đá hài hước để nhận ngay những thông tin mới nhất đến từ Mr. Zero các bạn nhé. Cristiano Ronaldo, một trong những cầu thủ vĩ đại nhất làng túc cầu giáo, với kỹ thuật điêu luyện cùng những pha đi bóng tốc độ tinh tế, ngôi sao của Juventus đang là cầu thủ thu hút nhiều fan nhất trên toàn thế giới. Chứng kiến Ronaldo chơi bóng, có lẽ nhiều người đã phải nghĩ rằng cậu ấy thuộc một hành tinh khác chứ không phải đến từ trái đất. Nếu bạn chưa tin điều đó, thì ngay bây giờ hãy cùng Mr. Zero chiêm ngưỡng những khoảnh khắc Ronaldo làm cả thế giới kinh ngạc với những kỹ thuật siêu hạng của mình. Và rồi bạn sẽ thấy rằng cầu thủ này vĩ đại như thế nào. Hãy cùng xem ngay thôi nào. Với pha bật nhảy thần thánh của mình, Ronaldo đã làm cho trái đất ngừng quay trong 1,5 giây. Đùa chút thôi, nhưng cũng phải công nhận rằng cái khoảnh khắc mà CR7 bật cao, dừng trên không trung và lắc đầu tung lưới Sampdoria thật là vi diệu. Đó là bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 cho Juventus trong trận đấu rạng sáng ngày 19 tháng 12 năm 2019. Với pha bóng thể hiện sức mạnh phi thường ấy, ngôi sao người Bồ đã làm lu mờ mọi sự kiện thể thao diễn ra cùng ngày. Bàn thắng không chỉ đẹp về mặt thẩm mỹ, tuyệt đỉnh về kỹ thuật mà còn ở tầm siêu thực trong thế giới thể thao, khiến người hâm mộ bóng đá không khỏi kinh ngạc. Tuy nhiên, với những phẩm chất sẵn có cũng như sự tập luyện không ngừng nghỉ thì cú bật cao hơn cả thế giới ấy chỉ là một khoảnh khắc xuất thần mang tính hiển nhiên của ngôi sao này mà thôi. Ronaldo không gặp Roma thì thôi, chứ đã gặp thì anh ấy sẽ lấy đi không ít nước mắt của cổ động viên đội bóng này. Trở lại thời kỳ còn khoác áo Manchester United, mùa giải 2007-2008, trong trận đấu tứ kết với AS Roma ở UEFA Champions League, Ronaldo đã từng khiến hàng vạn khán giả tại San Olimpico sửng sốt với pha đánh đầu dũng mãnh trên không sau đường chuyền của Scholes. Khi tỷ số đang là không đều, ngôi sao sinh năm 1985 thực hiện cú lao người đánh đầu như một cơn gió, đưa trái bóng đi cực mạnh và không cho thủ môn đối phương cơ hội cản phá. Nhiều khán giả xem qua màn hình còn nghĩ CR7 từ dưới đất chui lên hay từ trên trời rơi xuống gì đó, chứ xuất hiện và ghi bàn kiểu này thì chỉ có siêu nhân mà thôi.
Những bàn thắng trên chấm penalty đóng góp không nhỏ vào thành tích ghi bàn của Ronaldo và dường như anh luôn được trao đặc quyền sút phạt này ở mọi đầu bóng, anh từng khoác áo. Trong tình huống này, cựu sao Real cũng đã chứng minh vì sao anh được trao cái đặc quyền ấy. Đối với Ronaldo, tuổi tác chỉ là một con số khô khan, không có ý nghĩa. Tại sao có thể khẳng định được điều đó? Đơn giản, chỉ cần nhìn cách anh ấy chạy để cứu cho trái bóng không ra khỏi đường biên ở tình huống này. Tuy nhiên, siêu sao 35 tuổi còn vô số những pha bứt tốc kinh hoàng hơn thế nữa. Và đó là lý do vì sao anh là cầu thủ chạy nhanh nhất thế giới. Nói về tốc độ của cầu thủ điển trai người Bồ, một nhà báo nước ngoài từng nói rằng không phải chim bay, không phải máy bay, đó chính là Cristiano Ronaldo. Bạn có thể không phải là một fan của Ronaldo, nhưng bạn không thể phủ nhận được một điều là Ronaldo còn giỏi hơn cả chữ giỏi. Không chỉ là một cầu thủ thiên về tốc độ, siêu sao của Juventus còn sở hữu kỹ thuật hơn người, đặc biệt ở khả năng rê dắt. Ronaldo cũng cho thấy anh không kém ai. Tình huống diễn ra trong trận đối đầu với Atletico Madrid, chân sút số 7 lắc léo đi bóng qua liền một lúc 4 cầu thủ đối phương. Đáng tiếc là anh thiếu chính xác trong pha dứt điểm, nhưng từng đường chạm bóng đều cho thấy tiền đạo người Bồ Đào Nha là một cầu thủ vô cùng đẳng cấp. Mặc dù chỉ thi đấu cho MU trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng Cristiano Ronaldo vẫn sẽ là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mà đội bóng này từng sở hữu. Đến với sân Old Trafford, từ khi còn là một cầu thủ trẻ vô danh, nhưng với tài năng sẵn có cùng những nỗ lực không biết mệt mỏi, CR7 đã khiến người hâm mộ bóng đá kinh ngạc hết lần này đến lần khác. Với tốc độ như một chiếc F1 cùng những pha đảo chân khiến đối phương lóa mắt, CR7 có rất nhiều màn solo kinh điển xứng đáng đưa vào sách giáo khoa bóng đá, và pha solo ghi bàn vào lưới Malotka là một trong số đó. Mặc dù đã bước sang tuổi xế chiều, nhưng Ronaldo vẫn cho thấy anh đẳng cấp như thế nào. Tuy nhiên, không phải do may mắn hay ngẫu nhiên mà siêu tiền đạo của Juve có được những khoảnh khắc đáng kinh ngạc như thế. Đằng sau những pha bóng phi thường ấy là cả hành trình khổ luyện để duy trì phong độ cũng như chế độ tập luyện và nghỉ ngơi khoa học để giữ vững nền tảng thể lực sung mãn, đem đến những giây phút cống hiến tuyệt vời cho người hâm mộ túc cầu thế giới. Watching seasons change our
roads were lined with adventure, mountains in the way couldn't keep us from the sea. Here we stand, open arms, this is home where we are ever strong in the world that we made. I still hear you in the breeze, see your shadows in the trees, holding on memories never. Vừa rồi là những khoảnh khắc Ronaldo làm cả thế giới kinh ngạc với kỹ thuật siêu hạng. Bạn có phải là fan của ngôi sao bóng đá điển trai này không? Hãy chia sẻ cho Mr. Zero biết nhé. Nếu thấy video này hay, nhớ để lại một like, share và đừng quên nhấn subscribe để ủng hộ cho kênh nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.